Quang Phạm xin kính chào quý cô chú anh chị và bạn nha. Thì hôm nay Quang đến thăm một cái hoàn cảnh thật sự là rất là khó khăn. Thì ở địa phương cũng nhờ Quang đến giúp nha. Thì gia đình thì cũng bệnh tật, thì gia đình thì giờ nhà chỉ có cái nền nè. Thì nhà thì đang bị hư hại rồi. Thì cũng bệnh tật đó, cũng rất là khó khăn, thì cũng nhờ Quang đến giúp. Thì mời quý cô chú anh chị và bạn hãy cùng Quang đến thăm cái hoàn cảnh gia đình này như thế nào để chia sẻ lên cho quý cô chú anh chị và bạn cùng xem nha. Mời quý cô chú anh chị và bạn nha. Đây là chú này là ở địa phương. Chào chào anh Phê. Nên em hỏi chút xíu rồi. Đây là anh Phê là người địa phương nha. Thì hoàn cảnh nào này như thế nào anh Phê? Hoàn cảnh hai chồng này thì nó khổ dữ lắm, khổ chỉ có cái nền nhà mà bệnh bán hết phần nữa, cơm qua đây còn phần nữa mà có ruộng đất gì không? Không, chỉ có cái nền nhà này Ở đây là thuộc mà địa chỉ ở đâu? Cái này xã Thành ấp Thành Vinh, xã Thành Phước của Rồng Riềng á. Huyện Rồng Riềng của tỉnh Kiên Giang ha. Dạ. Hai chồng dữ lắm, nó khổ về nhà cửa vậy. Gia đình này có con cái gì không? Có đứa một mà nó có vợ, nó đi theo vợ nó làm đâu Bình Dương rồi, nó đâu không có gì nữa. Là Bình Dương ha. Em chào chị. Dạ. Chị tên gì? Diệu. Chị bị bệnh gì hả? Nó không có bệnh bằng chồng. Chồng bị bệnh ha. Hoàn cảnh em của mình như thế nào chị có thể cho em biết được không? Đi dặm lúa mướn gì đó, vụ dặm được 5-10 bữa gì rồi. Chị tên gì? Diệu. Diệu ha, chị năm nay nhiêu tuổi rồi? 44. Chồng chị? 46. 46 ha. Chị gia đình mình cũng có mấy đứa con á? Có một đứa một mà nó theo bên vợ nó rồi. Theo bên vợ hả? Rồi nó đi làm chỉ có gửi tiền về cho gia đình mình không? Không, nó lo do con vợ nó không đủ sống nữa. Vậy đó, gia đình mình thì có ruộng đất gì không? Không có nền gì. Có nền đất gì đó không? Không gì đó hả? Rồi nóng quá trời nóng luôn. Rồi anh đâu? Anh đâu ra em hỏi chuyện chút. Ơi, nằm đó hả? Trời ơi. Ngồi nè, hai chồng ngồi đi. Quá thì nóng à. Hai chồng ngồi sát vô, cho tình cảm chút coi. Nãy giờ hai chồng đi đâu ạ? Đi hút thuốc. Hút thuốc hả? Yeah. Anh bị bệnh gì? Bị viêm son, rồi gan, rồi thận, rồi bút, rồi xương lụm. Có đi bệnh viện gì không? Có đi khám bệnh gì đó, thuốc uống, xin thuốc uống đó. Mình có mà gia đình mình có hộ nghèo gì không? Hộ nghèo. Cận hộ nghèo thì mới xét người ta chưa hộ có nghèo nói. Hay cận nghèo gì á? Có không? Cũng không có hả? Thì gia đình mình là có đi làm nhà có ruộng đất gì không? Không có rồi. Cũng không có ruộng đất gì không có gì, có nền nhà gì không? Có nền nhà gì hả? Cái này bị ngang chắc 4 mét rồi đau đâu có đi làm gì được đâu. Nằm gì không? Vậy anh có đi nhà thương không hay là chỉ đau bệnh rồi đi hút thuốc nam? Đi hút thuốc uống rồi có đâu có tiền đâu đi bệnh viện đâu. Rồi mình có bảo hiểm gì không? Bảo hiểm y tế á? Có bảo hiểm thì được, cho mới mua bảo hiểm nhỏ đó. Vậy có bảo hiểm ha. Rồi có đứa con trai rồi nó đi làm ở đâu? Rồi nó có vợ ở đâu? Nó làm ở trên Bình Dương cho nó, rồi nó về tới lui. Rồi mỗi lần về nó có cho tiền gì không? Cho được vài trăm ngàn vậy nè, lâu lâu nó mới có. Hai thằng trai lo sống không đủ. Thì là thằng trai nó có con hai đứa con nữa rồi. Mà nó lo cho vợ nó không à? Vợ con lâu lâu có tiền cho cha nó vài trăm ngàn vậy đó. Tới vụ tôi dặm lúa hoạch cái thuốc men chổng chứ có làm gì đâu. Anh có đi làm gì nổi không? Không giờ đâu đi nổi đâu, ra vô làm giặt gì giống gì đó. Chút xíu mệt thở. Có anh có giấy bệnh gì không? Có là đi cũng như đi chụp hình khám bệnh gì cái tờ bom lum tôi dẹp vô chứ. Không có giấy bệnh gì chứ hả? Thì phải có giấy bệnh rồi mới biết chứ. Cái sổ khám bệnh rồi. Tao chị lấy cho em coi cái sổ khám bệnh đó. Em mượn nè. Nhà quá trời hầm rồi. Nhà không có gì luôn nè. Nha, coi vậy. Mưa lại dọc chân luôn á. Mưa lại dọc chẹp. Mưa dọc dữ không anh? Mưa lại mưa đổ xuống chân luôn. Cũ mà lợp lợp. Đâu đem coi thử. Có sổ xin thuốc. Đây. Đúng rồi. Dục nhiều lắm rồi đó. Siêu âm nè, mấy giấy siêu âm, xét nghiệm siêu âm. Giấy
ghi bị gì đây? Chứng đoán là bệnh trào ngược dạ dày thực quản, đau lưng kèm đau dây thần kinh tọa, suy thận cấp, rối loạn chức năng tiền đình, rồi có suy thận cấp nữa hả? Anh có đi vậy là đâu có chạy thận phải không? À, bị suy thận cũng mới bị suy thận rồi ha. Bị bệnh tùm lum hết trơn. Vậy anh đâu có đi mần gì nổi hả? Đâu có nổi đâu, cái bụng mang trình phình, đi thở không nổi, thở hồi cái nó mệt tới xỉu. Dạ. Yeah. Em tham quan cái ngôi nhà mình xíu á. Dạ. Ở nhà không có một cái thứ gì chân nè. Nhà phía sau đi hả? Hai chồng ngủ phía sau này hả? Dạ. Rồi. Vậy có nhiêu đó. Nhà có nhà vệ sinh được không? À, cũng có ha. Nhà mình có nước sạch gì không chị? À, không có nước sạch ha. Rồi ở dưới này là nấu cơm ha. Anh coi thử. Rồi nhà nấu nhà nè, cũng nấu bếp bếp ga ha. Yeah. Mà thấp quá trời nè. Thiết này cũng xinh ha. Mưa nó giọt như màu xanh vậy đó. Dạ. Nắng là nóng. Dạ. Yeah. Rồi chị có ước mơ gì không? Ước mơ số tiền cháu. Thì nói đi. Ước mơ số tiền đi chị bệnh. Chị bệnh hả? Bao nhiêu tiền? Ông chị bệnh hết nhiêu tiền? Một lần chị đi. Một lần đi á? Đi vậy nó 3-4 triệu vậy đó. Mà giờ sống khổ quá. Như là đi một lần đi 3-4 triệu ha. Còn này là làm gì? Thấy là treo đại. Treo đại hả? Tháng mình xài hết nhiêu ký điện? 200 mấy chục ngàn đó. 200 mấy chục ngàn hả? Cái gì mà tới 200 mấy chục ngàn ta? Chắc nấu cơm điện hả? Cơm điện với quạt gió với có tủ lạnh gì đó. Có tủ lạnh ha. Bữa nay ăn cơm chứ gì? Đi trên hấp thuốc về chưa ăn gì hết. Chưa ăn gì chứ hả? Nhà không có gì chứ. Có được cái tủ quý nè. Tủ lạnh có gì không? Tủ lạnh không thấy miếng gì trống như trời. Tủ lạnh có mấy ông kia cho đó. Dạ. Có đâu. Dạ. Anh có mơ ước gì không? Mới giống sửa nhà lại với thuốc men gì chứ cái gì giờ. Yeah. Nhà này hồi xưa là nhà mình cất hay từ thiện cho? Ta cho nhà nước cho đó, cho lâu lắm rồi. Từ thiện cho lâu lắm rồi ha. Yeah. Nhìn nhà đang cái bình dưới thì mình tráng xi măng mà nó cũng nứt hết trơn rồi nè. Lớp này chắc lớp mỏng quá ha. Mỏng, có mỏng. Hai bao cũng xin, yeah. Xin ngoài lộ người ta làm cái mình. Yeah. Xin với cái lụng dụng vũ bao đó. Mấy cái tôn này chắc hồi xưa là mình xin mấy cái tôn cũ trong nhà người ta dỡ ra đó. Trong nhà người ta dỡ ra rồi lắp vô đi ha. Yeah. Nè, thấy không? Còn bộ nào tôn nó hư hại hết trơn luôn, mục hết trơn luôn nè. Nếu chút ra quay nóc nó đang nó xét hết trơn. Ở ngoài thì biết là nó xét hết trơn rồi. Thôi thì đến đây cũng có gì thì gửi cho gia đình mình tặng gia đình mình một triệu đi ha. Tặng cho gia đình 1 triệu để này bỏ đâu rồi mày. Rồi, tặng gia đình 1 triệu ha. Đây là tiền của cái tiền này là của anh Tứng với chị Nga anh Mỹ á ha. Để tặng cho gia đình 1 triệu để có gì anh đi mua thuốc uống ha. Dạ, cảm ơn. Dạ dạ. Anh có lời nào cảm ơn anh Tứng với chị Nga không? Dạ cảm ơn anh Tứng với chị Nga. Dạ. Dạ, nay nhận được số tiền anh vui không? Dạ vui. Thường chị đi làm gì đó chị, ngày mình kiếm được nhiêu tiền chị? 100 mấy. Chị đi làm ở đâu? Dăm lúa hồi ruộng. Dăm lúa hồi ruộng hả? Ngày kiếm được 180. Ngày kiếm được 180. Cái này có việc làm không? Không. Không có việc làm hả? Rồi không có việc làm rồi tiện đâu mình sống. Hỏi mượn người này kia vòng vòng cái đó tới dặm lúa trả lời. chị có đi dặm lúa không? Không có công việc ngoài công việc dặm lúa, có làm gì khác nữa không? Không có làm. Ở đây có dặm lúa không vậy đó? Ở đây có dặm lúa không vậy đó hả? Rồi dặm lúa mấy bữa rồi xong. Dạ. Yeah. Dạ yeah, ở đây không có công ăn việc làm chứ anh thì bị bệnh nữa. Anh 4 mấy?
46 ha. 46 rồi. 46 tuổi. Tôi không bệnh rồi tôi đi theo máy cắt rồi đi. Thì lúc trước khi mà mắc bệnh đó là anh đi làm công việc gì? Hớt lúa nè, máy cắt từng nè. Đi theo máy cắt ha. Ôi trời, nhà nóng mà nói là nè. Vì sao mình chắc chưa mình đỡ nổi? Thì đi ra ngoài phùi kiếm gì nè, cho da đem giống vô nằm mát chỗ nào gió vậy đó. Nhìn ngồi chút xíu là thấy không? Đó, mồ hôi mồ hái lả ra hết trơn. Mình đi ra coi sơ cái căn nhà cái. Ai cũng ấy hết trơn. Gần trước rồi quay lên nóc à. Đó. Xét hết trơn luôn. Con cũ xin lộp lại mà. Dạ. Yeah. Hôm nay đi chung với mấy chú ở địa phương nè. Địa phương nhờ quan đến giúp đỡ nha. Gia đình thì không có gì quý giá chứ. Chắc có được mấy cây kiển nè. Gia đình cũng phải chờ bông hoa. Phải chờ bông hoa dữ ha. Gia đình này vậy sao mà hồi xưa là địa phương mình hỗ trợ rồi xong là sao không có hộ nghèo ta? Thấy quá trời tệ mà. Mới cấp nhau cận nghèo mới có mấy tháng rồi. Mới có hộ nghèo cận nghèo ha. Như ngày xưa cái đất này nè. Anh Phê biết đất này là của gia đình, có con miếng đất xíu vậy ha. Sao có không? Trước thì của ruộng nó có sao đâu mà bán hết trơn, rồi bán ra tới mấy đó hết trơn. Ruộng ở ngoài đó ha. Ừ, đó có ruộng mà bán hết trơn nó đi về. Còn chỉ từ cái mé đó chạy vô hả? Cũng như là phía sau trước là có ruộng. Hồi trước nó bán lâu lắm rồi. Giờ nhà nè, nó hư hại hết trơn luôn nè. Dạ, còn ta đó cái nhà là tới mấy ruộng rồi đó. Tới mấy ruộng này là hết luôn đó hả? Cái nọc của người ta đó. Tới mấy ruộng là hết luôn đó ha. Thì từ mấy ruộng chảy ra xong đó. Dạ. Chứ đất hồi xưa là có đất ngoài này ha. Đất này nè, đây chạy ra cũng khúc gì đó rồi. Của ông già nó bệnh hoạn rồi bán hết trơn này. Bán trơn luôn ha. Bây giờ còn cái nền này không à? Bên đây là trước cũng cho bán luôn rồi ha. Cho thằng này nó bệnh nó bán nó mới khép cái nhà nó lại nè. Rồi ở địa phương ta thấy vậy ta đi xin tôn đồ cũ nè. Dạ. Lắp giá lại cho nó, chứ hồi trước thì cũng nhà nước cắt cho cái nhà hộ nghèo đó. Hộ nghèo ha. Rồi bệnh hoạn cái nền từ mấy cục tôn này đó. Là chắc sinh của người ta, bởi vì nó hư hết trơn thì sinh tôn cũ lại đặng lắp giá cho nó kính đặng nó đỡ mưa gió thôi chứ nó mềm mẹo hết trơn. Nó nhìn nó xét hết trơn rồi, tôn này là nó hết hạn rồi. Tôn này nó hết hạn rồi, nó nằm nhà mà còn bán hết phần nữa đó mà còn gì. Thôi thì Quang cũng xin kết thúc video tại đây nha. Quang cũng cảm ơn sự tài trợ của anh Tuấn với chị Nga bên Mỹ. Chúc anh chị và gia đình dồi dào sức khỏe và làm ăn phát tài á. Quang chào quý cô chú anh chị và chúc tất cả quý cô chú anh chị trên kênh của Quang Phạm Cần Thơ thật nhiều niềm vui và làm ăn phát tài á. Chào quý cô chú anh chị ạ.